Sao giờ này chưa về? Anh đi về cho tôi. Dạ ơi, em chờ một xíu nha. Anh mới nhập tiền với tụi bạn được có 10 phút à. Chút xíu anh về liền ha. 10 phút nữa mà không có mặt ở nhà, anh chết với tôi nghe chưa? Tôi mà không quậy banh chành chỗ đó tôi không phải là người. Rồi, anh về liền, ok em nha. Gì vậy em? Anh đang ngồi chơi với bạn bè chút xíu, làm gì gọi 1 gọi 2 vậy? Sao giờ này mới về? Anh nhìn nè, cái đầm này anh phải giặt tay, anh không có được giặt máy, nó hư hết rồi nè. Cái đầm thôi, bắt quá anh mua lại cho em cái đầm mới. Làm gì mà em gọi anh gọi ngược gọi xuôi, đang nhậu với bạn bè. Anh dư tiền quá ha. Cái đầm này là hàng limited đó, không có mua lại được. Cái gì đây? À, anh thái độ với tôi vì không cho anh đi nhậu, rồi bây giờ anh lén phải ăn nằm với con nào hả? Cái dấu hít kia này là của ai? Trả lời liền. Trời ơi, em bình tĩnh đi. Nhiều khi cái dấu này á là anh đi đâu rồi có ai va chạm chúng anh, còn hơn là cái con gì á nó cắn anh. Em thừa biết cái da anh làm độc mà. Ủa, nó bằng tím vậy thôi chứ ai đâu mà hung chạm gì vô đây. Ngoài em ra anh có quen ai ở đâu? Ôi, cần nhằn đang nhậu với tụi bạn. Vậy anh coi đi, mấy cái tấm hình này là sao, giải thích cho tôi liền. Gì nữa đây trời? Coi. Em ơi, cái tấm hình này là anh chụp gửi cho em 2 tuần trước rồi. Em nói với anh á là đi đâu làm cái gì cũng phải chụp cho em biết, ngay cả đi vệ sinh cũng chụp cho em biết luôn. Thì bây giờ anh đi nhậu với tụi bạn á, anh chụp gửi cho em rồi em cũng ghen ngược ghen xui là sao? Không được, lúc đó tôi chưa có coi kỹ. Bây giờ anh giải thích đi, mấy tấm hình này con nào đây? Người yêu cũ anh chứ gì? Anh lại em luôn á, người yêu cũ đâu ra? Trời ơi, lúc này đang nhậu với tụi bạn mà thằng bạn á nó dẫn con vợ nó theo, rồi anh chụp hình á dính vợ của nó. Con nhỏ này nó có chồng 2-3 đứa con rồi. Thôi anh đừng có xạo. Anh quen tôi, anh cưới tôi về nhưng mà anh lúc nào cũng tơ tưởng nhớ tới người yêu cũ của anh hết á. Trời, tức em thiệt không, lên nói sao cho em hiểu chứ, anh không có có. Anh yêu em là anh chỉ yêu em thôi. Tôi không tin. Tối nay anh ra ngoài đường mà ở, nhìn cái mặt anh á là tôi sôi máu lên rồi. Anh không có được ở đây nghe chưa? Đi ra đi. Đi. Em bình tĩnh nè. Đi ra liền. Em. Trời ơi, mệt quá. Ê nhỏ kia, mày bị khùng hả? Làm gì mà hối hả chào sọc sọc vậy? Tao chưa uống xong ly nước luôn á. Trời ơi, mày để tao thở cái đó. Rồi tao kể cho mày nghe nè, chuyện này rất là nóng hổi luôn. Đảm bảo không nóng, tao làm con mày luôn. Đồ gì? Bây giờ nha, mày lấy 2 cái tay của mày á, để lên đầu mày coi, thấy cái gì nhấp nhô không? Cái gì nhấp nhô là cái gì? Không thấy luôn hả? Mà nó còn cứng nữa nha. Hai bên luôn á, coi thử coi. Tao chả thấy gì hết trơn á. Rồi, không thấy đúng không? Để tao cho mày coi nè. Nè, thấy chưa? Đây là cặp sừng của ông Vinh cắm lên đầu mày nè chứ cái gì. Để tôi coi coi. Tao không hiểu luôn á, mày quản ống chặt lắm luôn á, mà tại sao lại có chuyện như vậy nữa. Ê! Trời ơi! Ủa? Vậy nước là vậy? Sao không nói đi đón? Tao bất ngờ. Tính về tới nhà tao bất ngờ. Bất ngờ không? Trời ơi, bất ngờ cũng bất ngờ luôn. Nhớ muốn chết luôn á. Cười gì gượng gạo vậy? Bộ tôi về không vui hay gì? Cũng vui chứ. Mà có chuyện buồn. Sao? Cãi nhau với bạn gái nữa phải không? Nói cái gì mà đúng ngay chăng này trời. Mới bị đuổi khỏi nhà nè. Nữa hả? Ừ. Trời đất ơi, cái cô gái này, cái gì mà không bỏ được cái tật mà chuyên gia đuổi bạn trai ra khỏi nhà vậy? Quen thì chịu thôi chứ sao vậy? Thôi, không có gì phải buồn hết á. Bây giờ tôi về rồi nha. Muốn cái gì tôi chiều cho cái đó. Thiệt không? Thiệt. Đêm nay á là qua ở với tôi, tâm sự rồi này nọ nguyên một đêm luôn, chịu không? Ok. Đi. Nè. Cái gì vậy? Điện thoại của tao mà. Con này, bình tĩnh coi. Sao mà bình tĩnh được? Ông cấm sừng tao mà. Nè, đừng có ngồi đó mà khóc. Tất cả cũng do mày thôi. Cứ hở có chuyện á, không biết đúng hay sai là mày cứ đuổi ông ra khỏi nhà, rồi không cho ngủ chung. Thì ông ra đường, ông ngủ với con khác. Trời, chuyện bình thường. Vậy hả? Vậy là bình thường hả? Lần này tao tiện ông đi luôn. Dám ngoại tình hả? Thôi đi bà. Mày tiễn ổng đi á chẳng khác nào á mày cho hai tụi nó tại nguyện với nhau, đúng không? Ông Vinh á là người tốt, lại yêu mày nữa. Mày phải tìm cách mà giữ. Tự nhiên ném đi, tào lao không à.
Chắc tôi nhầm nhà. Ủa 209. Ủa đúng rồi mà ta. Nhà này phải nhà của Vinh không? Đúng rồi đó. Cô tìm Vinh có chuyện gì? Cô là cái con giật bồ tôi đúng không? Hả? Cô cũng mặt dày quá ha. Hôm nay tới đây tìm anh Vinh luôn. Nếu mà cô thiếu trai như vậy á thì ra đường mà kiếm thằng khác chơi đi, nghe chưa? Nè cô em, nhìn mặt mũi sáng sủa coi bộ cũng có ăn có học á, mà sao nói chuyện kỳ cục vậy? Không có đàng hoàng gì hết, ăn nói chuyện ngang ngược. Ai giật bồ cô? Tôi chỉ tử tế với những người cần được tử tế thôi, không phải cái loại như cô. Tôi nghe nói là cô đi du học về mà. Cô học ở bên đó, cái thói đi cướp người yêu người khác á hả? Nếu mà muốn mặt mày nguyên vẹn á thì tránh xa anh Vinh ra. À, là cô ghen tôi với lại anh Vinh. Đúng rồi đó. Trời ơi, hèn gì hồi hôm bữa anh Vinh á, ảnh qua nhà tôi nguyên một đêm luôn. Cái ảnh than phiền á là ảnh có một cô người yêu rất là xéo sắc, điêu ngoa, đanh đá, hung dữ. Mà tôi đâu có tin đâu. Bây giờ tôi thấy đúng thiệt. Cái gì? Anh Vinh dám nói vậy hả? Ừ, một đêm luôn, tâm sự nguyên một đêm nói vậy đó. Con nhỏ kia, mày dám nói vậy với tao hả? Làm gì vậy? Em, bình tĩnh coi. Trời ơi, bỏ ra. Anh còn dám mình có hồn linh tinh đó nữa hả? Ngày hôm nay tôi chết sống với hai người luôn. Im coi. Nghe nói nè, cái này chị Ly, chị hai của anh ở nước ngoài về. Hồn linh tinh nào? Khùng hả? Cái gì mà chị hai? Nhìn, nhìn bà ta có giống trong hình đâu. Hình nào? Rồi em biết rồi. Cái tấm hình mà 10 năm trước hai chị em đi Vũng Tàu á. Trời ơi cô em ơi, cái tấm hình đó nó lâu lắm rồi em. Lúc đó chị còn đen thui à, chưa có sửa mũi nữa. Sao mà giống được? Anh Vinh ơi anh Vinh, bạn gái của anh đánh tôi túi bụi nè. Thôi em xin lỗi chị hai. Em đó, muốn cái gì từ từ nói. Cứ đùng 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 vậy à. Cái này nếu không phải chị hai của anh là người lạ là sao? Quýnh em bùm đầu em luôn á. Tôi nói thiệt cho cô biết đó nha, tôi nghe thằng Vinh nó nói nhiều lắm rồi. Nó nói là nó có một cô người yêu rất là ghen tuông. Mà tôi nghĩ là ghen cái kiểu mà dễ thương nhõng nhẽo á, chứ tôi không có nghĩ là ghen cái kiểu mà rớt não ra ngoài giống cô vậy đâu. Em xin lỗi. Xin lỗi cái gì? Xin lỗi là xong hả? Bực mình à. Yêu nhau mà nhắm không tin tưởng được, chia tay đi. Chị nói em nghe nha, lỡ mai mốt mẹ về thăm rồi cổ không biết cổ tưởng em cặp bà già hả, cổ đánh mẹ luôn là chết luôn á. Thôi chị hai, bạn gái em biết lỗi rồi, chị bỏ qua đi. Không, chia tay đi. Chị ơi chị đừng làm vậy mà. Em lỡ thôi chứ em thương anh Vinh nhiều lắm. Em sợ mất ảnh nên là em mới ghen á chị. Chị cho em cơ hội sửa sai đi chị. Thôi chị hai, chị đừng có giận Hoa nha. Em quen Hoa lâu rồi, em biết cái tính của Hoa. Hoa thương em dữ lắm á nên mới ghen tuông vậy á. Chứ bây giờ bắt em chia tay Hoa, tội nghiệp. Tội nghiệp ai? Tội nghiệp nó, ai tội nghiệp em? Rồi ai tội nghiệp chị hả em? Ai tội nghiệp gia đình mình? Từ hồi nhỏ đến giờ cô có biết đó là gia đình tôi hả? Không có bắt nó làm một cái gì không? Cưng nó muốn chết à. Không dám la nó một tiếng nữa. Vậy đó, mà nó ở với cô, cô hành hạ, cô ghen tuông, cô đánh đập nó, cô cào cấu nó, cô chửi rủa nó. Còn hồi đó đến giờ mỗi lần mà có cái chuyện gì, em tôi nó có trách cô không? Có la rầy cô không? Có đánh cô không? Sao mà không có biết điều, không có biết suy nghĩ cái gì hết à? Tôi nói rồi đó, chia tay đi. Tôi không có thích cái loại em dâu kiểu như vậy đâu. Thôi chị, bỏ qua đi chị. Không. Em xin lỗi chị hai, em xin lỗi anh. Em không biết là em đã đánh qua đây đến mức này. Em ghen tuông mà em đánh anh nhiều như vậy. Anh cho em xin lỗi anh nha. Thôi anh không có buồn gì em đâu. Qua xin lỗi chị hai nè. Thôi được rồi, tôi... Trời ơi, làm tôi giống như bà mẹ chồng khó tính vậy. Thôi được rồi. Chị hai, bây giờ tôi không bỏ qua thì em cũng vẫn quen nó thôi, em vẫn yêu nó thôi đúng không? Thì hỏi tôi làm cái gì? Tôi bỏ qua lần này thôi á. Lần sau mà cô còn ăn hiếp em tôi là cô biết tôi nha chưa? Em cảm ơn chị hai. Em cảm ơn chị hai. Rồi làm muốn ôm, muốn dỗ dành, muốn an ủi gì đi vô trong mà ôm hung đi. Tôi chưa có chồng. Thôi em, sẵn mừng chị hai về nước á, mình mời chị hai đi ăn nhà hàng một bữa đi. Dạ. Đi chị.
Dữ vậy sao? Ai trả? Tất nhiên là em. Ai trả? Coi như biết điều á.